Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người chuyện dự án Bow ETH các bạn. Nhận 0.05 Bow ETH, một Bow ETH bằng 1 ETH các bạn. Này tỷ lệ là 1:1 bằng giá cả ngang tương đương luôn các bạn. Rồi để tham gia ngày hôm nay các bạn, clip phần mô tả mình mở link form ra, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow theo World và Binance các bạn. Mà nhấp nhận các bạn. Binance tăng 3 người bạn giao các bạn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn đi tiếp chứ bình luận các bạn. Đây thì các bạn test 3 người bạn của mình vào nè các bạn. Cộng mình 1 A cộng 2 A cộng 3. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn test lại, các bạn bắt upload một cái link form hồi nãy nha các bạn. Các bạn nhầm đầu thì các bạn cũng follow theo word tiếp tục nha các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nha. Rồi các bạn cái việc follow vào các bạn bắt up lên nha bạn. Lên hồi nãy nha tất cả các bạn. Rồi các bạn rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn join vào kênh Telegram của nó nè các bạn. Giờ này có quá nhiều dự án về các bạn nên mình làm cũng không có kịp. Các bạn join vào nha các bạn. Sau khi các bạn join vào các bạn cũng bắt up lên một cái link các bạn. Khoan các bạn chờ chút xíu nha. Rồi. Nhiệm vụ thứ ba thì các bạn follow Instagram của nó các bạn. Các bạn copy cái từ cái chữ A cộng này nha các bạn. Các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn gõ từ Instagram các bạn. Instagram của các bạn nè, các bạn gõ vào các bạn. Rồi các bạn cho đi nè. Instagram thì các bạn vào mục tìm kiếm nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt cái username hồi nãy của tất cả các bạn copy Google ID. Rồi các bạn cho nó tìm các bạn. Rồi dự án DETH Bow được các bạn. Bow ETH D2 nè. Rồi các bạn nhấp vào các bạn theo dõi nó nha các bạn. Rồi sau khi các bạn theo dõi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn copy cái username, cái dòng thời gian của mình lên các bạn. Chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép đến đường dẫn nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Các bạn đây mình tìm lại các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn copy các bạn bắt cả account Instagram của mình vào chỗ này nè các bạn. Rồi dòng đầu thì các bạn điền địa chỉ email nè. Địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn gỡ lại đường link profile nha, tài quyết của bạn nha các bạn. A cộng MMO các bạn. Mình ghi chỗ mau các bạn, mà là biến qua bên trang cá nhân quá. Rồi dòng thứ ba thì các bạn gỡ lên cái link tài quyết cho Binance đó. Rồi các bạn cũng mở trang trader của mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây mình bắt đáp lại các bạn. Vào trang cá nhân à, vào một hồ sơ nữa nha các bạn. Rồi tôi quyết sẽ trả lời. Đâu cái link hồi nãy mình comment đâu ta? Không phải dán này,
để mình kiếm là cái link tweet này. Rồi nghe các bạn chỉ việc bấm vào đây, rồi bạn bấm vào chia sẻ sẽ chép đến thay quên các bạn, sẽ chép lên tweet này các bạn, thằng làm tweet kia, test lại. Nam chưa test lại, bấm vào đây kìa. Em vào hồ sơ rồi, nay mình chưa tự quyết các bạn. Rồi các bạn ơi, nhấp vào bao gạch, bấm vào sao chép những thao word nữa các bạn. You thao word, profile, phao phao các bạn nhé. Cái link này lộn như thế. Rồi các bạn điền vào đây, bắt vào đây các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn điền lại cái tên username của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting là gặp username của tất cả các bạn nha các bạn. Gồm anh 1113. Rồi các bạn gửi địa chỉ với ETH các bạn, bên dưới chocolate. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate nha các bạn, có thể dùng được địa chỉ MetaMask luôn. Phan mà em tìm mất ta. Rồi các bạn sao chép nè các bạn, sao chép địa chỉ ETH của mình các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video này cũng kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha các bạn.